Xin chào anh chị và các bạn đã tới kênh Vượng Len. Hiện tại tôi đang có mặt tại đường nội khu của phân khu Saki 4. Và đây chính là đường lên xuống hầm gửi xe. Phân khu Saki 4 thì có một cửa hầm lên xuống nằm ở giữa tòa S401 và trường phổ thông liên cấp Vinschool. Hầm của phân khu Saki 4 thì tương tự như phân khu Saki 1, 2 và 3. Đó là có một tầng hầm gửi xe và có chỗ để xe cho cả xe máy và ô tô. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ xuống hầm. Trước mặt anh chị, đây là khu vực để xe máy cho tòa S401. Tòa S401 thì có hai sảnh, đó là sảnh A và sảnh B. Và đây chính là khu vực cửa sảnh A để lên thang máy. Tôi có khoanh tròn màu đỏ thể hiện khu vực bảng điện tử intercom kết nối với căn hộ của tòa nhà. Bây giờ khách mà muốn lên nhà của anh chị cư dân thì cần bấm số theo thứ tự là số tầng và mã căn là sẽ gọi điện kết nối được tới căn hộ của anh chị. Để thực hiện các thao tác xác nhận thì khách của chúng ta mới vào trong thang máy và lên tầng được. Còn đối với cư dân thì sẽ sử dụng vân tay hoặc là thẻ cư dân thì mới mở được cửa vào khu thang máy hay là lên tầng của mình được. Còn ở xung quanh khu vực thang máy thì sẽ có hòm thư của các căn hộ. Tiếp theo là cửa sảnh B của tòa S401 thì cũng có hòm thư và thiết bị intercom kết nối với căn hộ như sảnh A. Ở phía trước là khu vực để xe máy điện VinFast và có tích hợp thiết bị sạc điện. Và ở mỗi tòa sẽ đều có thiết bị sạc điện như thế này. Còn đây là cửa sảnh vào thang máy của tòa S402. Tòa này thì chỉ có một sảnh và cũng có trang thiết bị intercom và hòm thư như tòa S401. Còn đây là khu vực để xe ô tô. Ở khu vực này sẽ nằm ở khu để xe của tòa S402 và S403. Tôi thấy có vẻ tòa S4 thì không có nhiều chỗ để xe ô tô do diện tích cũng không lớn. Và nếu mà hầm gửi xe mà đầy chỗ thì chúng ta sẽ ra nhà để xe nổi để gửi. Ở phía trước là chỗ để xe cho ô tô điện và cũng có tích hợp luôn thiết bị sạc điện. Ở phía trước thì chính là nơi để hòm thư của tòa S403. Còn đây chính là cửa vào sảnh thang máy của tòa S403. Tòa này thì cũng giống với tòa S402 là chỉ có một sảnh và cũng có trang thiết bị intercom như tòa S402 và S401. Tôi thấy rằng hầm gửi xe của phân khu Saki 4 thì có hình chữ L như trong hình mà anh chị đang xem trong video. Và với một tầng hầm và diện tích như thế này thì sẽ không thể chứa được hết xe ô tô cho mọi cư dân được. Nên là nếu mà giữa hầm mà hết chỗ thì anh chị có thể ra nhà để xe nổi để gửi. Tôi thấy rằng từ phân khu Saki 4 mà tới nhà để xe nổi cũng gần hơn nhiều so với các phân khu Saki khác mà tới nhà để xe. Bên trên là video ngắn của tôi về hầm của phân khu Saki 4.
cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.